Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay nhé. Mở đầu cho tin tức ngày hôm nay chắc chắn sẽ là những thông tin về đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khi mà những cô gái của chúng ta đã xuất sắc đánh bại đội tuyển Thái Lan để giành ngôi vô địch tại SEA Games 30 với tỷ số 1-0. Rất nhiều những lời khen ngợi và chúc mừng đã được dành cho những cô gái mạnh mẽ của chúng ta. Được biết thì số tiền thưởng mà đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhận được sau khi vô địch SEA Games đã lên đến hơn 10 tỷ đồng. Vào tối qua mùng 8 tháng 12 thì đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có màn tái ngộ Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 30. Sau khi mà hai đội từng hòa 1-1 ở vòng bảng. Sau 120 phút thi đấu, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã đánh bại đội tuyển nữ Thái Lan với tỷ số 1-0 để lên ngôi vô địch. Đây cũng là lần thứ 6 trong lịch sử bóng đá Việt Nam giành chiếc huy chương vàng tại các kỳ SEA Games. Ngay sau chiến thắng của đội tuyển nữ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện đã quyết định thưởng đội tuyển 1 tỷ đồng. Đây là sự động viên kịp thời của Ủy ban Olympic Việt Nam với chiến thắng của Long Quả Cảm về ý chí quyết tâm của đội tuyển nữ. Trước đó, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, Tòa án Nhân dân tối cao được sự đồng ý của ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Tòa án Nhân dân tối cao đã quyên góp và sẽ tặng 300 triệu đồng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sau khi giành huy chương vàng. VFF cũng tặng thưởng cho thành tích của đội tuyển nữ Việt Nam 1 tỷ đồng. Theo thống kê của VFF, tập đoàn Hưng Thịnh thưởng nóng 1 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sau khi chiến thắng thuyết phục trước tuyển Thái Lan và xuất sắc giành huy chương vàng ở SEA Games 30. Ngoài ra thì các tập thể cá nhân tặng thưởng gồm ông Lê Văn Kiểm, chủ sân Gôn Long Thành tặng thưởng 1 tỷ đồng, ngân hàng BIDV thưởng 500 triệu đồng, công ty dược phẩm Cửu Long thưởng 200 triệu đồng với thành tích lọt vào trận chung kết và thưởng thêm 200 triệu đồng với chức vô địch, công ty Mebifa tặng đội tuyển nữ Việt Nam 100 triệu đồng, công ty Bảo Hưng thưởng 300 triệu đồng trận chung kết, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thưởng 100 triệu đồng. Bên cạnh những phần thưởng tiền mặt thì các cầu thủ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng nhận được học bổng từ 70 đến 250 triệu đồng từ tổ chức giáo dục Equest. Trước đó thì với thành tích vào chung kết SEA Games 30, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhận tiền thưởng lên đến 4 tỷ đồng từ VFF, trưởng ban bóng đá nữ Phạm Thanh Hùng và các mạnh thường quân. Như vậy, đội tuyển nữ Việt Nam đã có gần 10 tỷ tiền thưởng đến thời điểm hiện tại. Với tinh thần mạnh mẽ và sự quyết tâm giành lấy ngôi vô địch tại SEA Games 30 thì đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với số tiền thưởng này. Một lần nữa thì xin được chúc mừng cho các cô gái của chúng ta. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé.